Nói nôm na bạn rất giỏi nghề, nhưng nó không thể nào bạn chứng minh cho người ta là bạn giỏi được, thì bạn thua. Năng lực là gì? Năng lực là một khái niệm gồm 3 thành tố. Nói một cách cực đoan, năng lực là gì? Năng lực là phẩm chất cá nhân. Và tôi mới viết một bài cực lớn và được bạn đọc ủng hộ đó. Năng lực của Lê Thẩm Dương hoàn toàn không nằm ở văn bằng tiến sĩ, mà năng lực của Lê Thẩm Dương là ở thái độ của Lê Thẩm Dương.